Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn. Trong các cái phần trước thì chúng ta đã làm xong những cái phần authentication như là đăng nhập này, đăng ký này, đổi mật khẩu và xác thực người dùng dựa trên cái email, và mình đã thành công gửi email cho họ từ cái Node.js của mình để họ có thể nhận được cái mã số xác minh. Sau đó thì họ sẽ nhập vào đây và họ sẽ xác minh cái email của họ là thật ha. Thì mình coi như là mình đã hoàn thành xong được hết tất cả các cái phần authentication rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi vào các cái phần chi tiết khác như là phần home screen và tạo và hiển thị các cái sự kiện ở đây. Hôm nay thì mình sẽ làm cái phần đó là bottom tab và router custom ở đây nhé. Custom router này, tức là cái router navigation này, nhưng mà mình sẽ custom nữa nhé. Ok, mình sẽ bắt đầu thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ phải làm cái phần là bottom tab trước ha. Các bạn sẽ thấy ở đây là người ta sẽ chia ra cho mình là 5 cái item trong cái bottom tab á. Thì mình thường thường thì mình sẽ chia nó thành các cái số lẻ lẻ nhé, là 3, 5 hoặc là 3 hoặc là 4 hoặc là 5, chứ không nên ít quá nha. Nếu mà 3, nếu mà chỉ có 2 thì mình cũng không có cần làm cái bottom tab làm gì cả, tại vì nhìn nó rất là xấu. Ít nhất cũng phải có 4 hoặc là 3 hoặc là 3 hoặc là 4 cái thì nhìn nó mới đẹp được. Ok. Khi mà mình làm cái bottom tab á, thì mỗi một cái bottom tab đây này thì nó sẽ là một cái stack nhé. Tức là một cái bottom, một cái phần thì nó sẽ chia ra làm các cái stack và các cái bottom tab của mình, thì mình sẽ gọi đến các stack đó. Các cái phần này người ta gọi là các cái stack nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thấy ở đây là mình có bốn cái stack mình cần phải thực hiện này, bốn stack và một cái stack chung nữa là cái phần mà nó hiển thị nhưng mà không có hiển thị bottom tab á. Ví dụ như vậy đi, thì nó sẽ là nó che luôn cái bottom tab, thì nó sẽ phải là một cái stack riêng, nó là cái main navigator của mình. Hôm trước là mình có làm ra một cái phần đó là main navigator này. Auth navigator là dành cho cái những cái mà nó gọi đến cái phần mà đăng nhập, đăng ký rồi đó, thì nó sẽ là cái auth navigator nhé. Và cái main navigator thì nó sẽ gọi đến cái tab. Trong cái main navigator này thì những cái nào mà nó ẩn cái bottom tab của mình đi ấy, thì mình sẽ gọi nó trong cái phần stack này nhé. Nó là một stack riêng nhé, nó không có thuộc trong cái phần tab navigator của mình. Thì đến khi mình làm đến cái phần đó thì mình sẽ giải thích lại nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhé. Ở đây thì mình sẽ có là mình sẽ mở phần này và mình sẽ mở cái phần code của mình lên, mở cái phần này lên để mình xem thử, vừa xem mình vừa làm nhé. Đây, mình sẽ chưa cần nhìn giao diện ha, mình chỉ cần nhìn cái phần này thôi. Đây mình sẽ có bốn cái stack, các bạn cứ gọi nó là bốn stack đi. Một cái là home stack hoặc là explorer stack, một cái là event stack và một cái là map profile và một cái là add stack. Nhưng mà cái add này này nó là một cái màn hình riêng và nó không có stack, nên là mình sẽ cho nó là một màn hình riêng thôi nhé. Mình sẽ tạo ra nó trước nha. Ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái đó là cái cái phần này hồi sáng mình đã làm rồi này. Bây giờ mình sẽ xóa nó đi để mình làm lại nhé. Những cái phần như là event này mình sẽ xóa nó đi, delete này, map mình cũng xóa nó đi luôn này, delete luôn, profile xóa luôn. Mình sẽ làm lại nha. Hồi sáng mình ngồi cái mình làm thử cái mình làm trước đó. Rồi hôm bữa là mình mới chỉ có phần authentication và home thôi, chứ chưa có cái phần khác. Những cái phần khác thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái màn hình mới đi. Nó sẽ là add new screen nhé. Add new screen này .txt rnfe. Sau khi mình khai báo xong cái màn hình thì mình sẽ khai báo nó vào cái index để khi mà mình lấy nó ra nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó cái phần mà import của mình á thì nó sẽ đẹp hơn một chút. Đấy, các bạn có thể cấu hình lại cái phần import nhé. Rồi ok, tiếp theo đó là mình sẽ tạo ra các cái folder nó chứa các stack ở đây này, thì nó sẽ là các cái folder của từng phần nhé. Ví dụ như notification thì nó sẽ thuộc của profile chẳng hạn, hoặc là của home. Khi bấm vào notification này thì nó sẽ vào là của thằng explorer hoặc là của thằng profile gì đó, thì mình sẽ cho nó vào từng cái folder riêng ha. Ví dụ ở đây là mình sẽ tạo ra một cái folder mới, mình đặt tên cho nó là event này. Sau mình sẽ tạo ra là event screen nhé .txt. Ok rồi, rnfe. Ok, như vậy là mình xong cái phần event screen này. Event screen để hiển thị các cái sự kiện hoặc là tìm kiếm ha. Event screen rồi, dán nó vào đây. Tiếp theo là map.
New file nha, mình tạo new file cho nó nhanh nhé. Map này, map xiếc này, map screen .txt rnse. Ok, rồi tiếp tục khai báo nó vào trong cái phần index của mình. Rồi thêm cái nào, cái explorer chính là cái home rồi nhé. Thì vậy thì mình sẽ không cần làm ha. Mình sẽ thêm một cái folder mới nữa, đặt tên cho nó là profile. Nó chứa những cái gì của profile, chẳng hạn như là cài đặt này, hoặc là cập nhật thông tin profile ấy, thì nó sẽ là profile screen. Cái profile screen này chính là cái màn hình home, kiểu như index đồ vậy đó. Các bạn có thể đặt nó là index cũng được nhé. Screen.txt rồi rnse. Đấy. Mình cấu hình cái thư mục như vậy này, thì nó giống như các bạn sẽ thấy, nó giống như bên cái thằng Next.js đó. Next.js nó sẽ chia router theo kiểu của các cái folder như vậy này, thì các bạn sẽ thấy nó khá là giống với vậy bên bên Next.js một xíu. Mình sẽ dễ quản lý nữa nhé. Trong những cái folder này, nếu như nó có các cái component nào mà xài riêng thì mình có thể tạo ra các cái component ở trong các cái folder này. Còn cái component ngoài đây nó là global component ha, tức là những component mà xài chung thì mình để nó vào trong phần này. Ok, rồi tiếp tục. Như vậy là mình xong cái việc là mình khai báo các cái màn hình. Như vậy thì sau khi mình xong thì mình phải khai báo nó, mình sẽ tạo ra các cái router cho từng cái stack đó nhé. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái nữa. Ở đây mình chưa có cái home này, mình mới có cái tab thôi chứ mình chưa có cái home. Bây giờ mình sẽ khai báo ra một cái gọi là explorer navigator nhé, .txt. Rồi ở đây mình sẽ gọi cũng export ra, nhưng mà không export ra cái UI, mà mình sẽ tạo ra một cái stack ở đây nhé. Const này, stack nó sẽ bằng là grid navigator stack, native stack navigator ha. Ở đây mình sẽ return ra cái stack chấm navigator, và mình không có muốn cái hiển thị cái header, nên là mình sẽ để cái header shows cái option screen đó. Option screen của mình nó sẽ là header shows là bằng fails ha. Fails, không có cho nó hiển thị ra cái header. Mình xài cái header custom cơ, mình không có xài cái header của sẵn của nó. Mình sẽ gọi đến cái stack, và trong cái stack này mình sẽ chấm cái screen này, chấm screen, và mình gọi ra cái name của cái đường dẫn này là gì. Ví dụ như ở đây mình nói nó là home screen đi, thì bên này mình gọi đến cái component nào, thì khi mà nó vào đến cái stack đó, nó vào đến cái đường dẫn đó, thì nó sẽ gọi, nó đưa mình đến cái màn hình nào, thì nó mình sẽ bỏ nó vào trong cái phần component ở đây. Rồi mình copy cái phần này nhé, thấy nó giống nhau nên mình sẽ copy nó. Như vậy đây là cái home screen của mình, và cái tab navigator lúc này nó không có gọi đến cái phần này nhé. Nó sẽ gọi ở đây nó là explorer đi, explorer, và mình sẽ gọi đến cái explorer navigator của mình này. Đấy, bây giờ mình xem lại thử trong cái giao diện của mình xem nó gọi đến cái explorer nhé. Đây nó sẽ là cái này này. Ê, cái này mình ghi sai nha các bạn, sorry các bạn nhé, cái này mình ghi sai, explorer chứ không phải là explorer. Ok, rồi nếu này mình cũng ghi sai chính tả nên mình sẽ sửa nó lại nhé. Rename nó này, mình sẽ sửa lại cái này thành explorer. Ok, rồi mình sẽ vào cái này mình sẽ sửa lại luôn này. Ctrl D để mình sửa lại này. Đấy, sai một tí là sửa lại rất là cực. Ok, rồi cái explorer, cái home screen này mình, cái index này mình có xem mình có phải sửa lại không. Thông thường thì nó sẽ tự động nó sửa cho mình, nhưng mà không thường nữa thì mình sẽ phải tự sửa nhé. Ok, add navigator explorer trong cái phần tab navigator của mình này, explorer này mình sẽ phải sửa lại cái này nha. Ctrl D explorer. Ok, có vẻ ổn. Explorer nó sẽ gọi đến cái home screen nhé. Ok, rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ thêm một cái nữa, đó là cái event. Thì mình sẽ tạo ra một cái event navigator .txt. Rồi ở đây mình cũng gọi đến cái rnse vào chỗ return này này, là mình sẽ dán cái đoạn hồi nãy vào, và mình sẽ import những cái mà mình chưa có vào đây. Bởi vì mình sẽ sửa cái màn hình tên của cái stack của mình nhé. Ở đây nó sẽ là cái event đúng không? Thì mình sẽ gọi đến cái event screen của mình này,
event screen ở đây nhé, event screen. Rồi import nó vào. Ok, đó nó chỉ lấy ra từ cái phần screen thôi ha. Control P để cho nó xóa bớt đi rồi, tiếp tục là mình sẽ đến cái phần là add screen. Add thì mình sẽ không cần nhé, tại vì cái add là nó làm một cái màn hình. Nên là mình sẽ không cần phải tạo navigator cho nó làm gì, nó chỉ có một cái màn hình đó thôi. Mình sẽ không có cần tạo navigator cho nó nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo ra một cái file mới, nó sẽ là cái map ha. Map navigator .ts, ok, rnfe. Ok, rồi chỗ này thì mình sẽ return ra. Mình làm lại này, Ctrl V này. Đấy, copy đi, copy lại thôi. Sau này khi các bạn có thêm những cái màn hình khác, mình trong quá trình mình làm á, mình sẽ có nhiều cái màn hình nhỏ của từng cái phần nữa. Thì mỗi lần mà có thêm cái màn hình thì các bạn chỉ cứ vào đây các bạn thêm nó vào thôi. Các bạn vào từng cái navigator đó các bạn thêm. Ví dụ như trong map screen này nó có một cái màn hình đặt lịch đi hoặc là tìm kiếm đi thì nó sẽ thêm vào trong này nhé, là được ha. Và nếu như muốn chuyển từ cái tab này qua tab khác thì mình sẽ sử dụng một cách khác nhé. Đó là mình sẽ sử dụng cái navigator, navigation.navigator. Trong cái này mình có làm ở trong cái dự án to do list app rồi. Tí nữa khi đến phần đó thì mình sẽ làm lại nhé. Đây mình sẽ tạo ra một cái profile navigator .ts đấy, rnfe. Mới đầu nó chỉ có một vài cái thôi mà càng ngày các bạn sẽ thấy nó càng ngày nó càng nhiều lên, càng ngày nó càng được tạo ra nhiều và nó chỉnh chu hơn. Dần dần thì nó sẽ hình thành lên cái app của mình nhé. Mọi cái app đều cấu thành từ những cái phần nhỏ 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 ha. Đây mình sẽ gọi đến cái profile screen. Nhiều những cái phần nhỏ thì nó sẽ tạo thành một cái phần lớn. Ok, rồi profile screen xong. Như vậy là mình bỏ đây những cái phần import không xài này, kiểm tra lại cái nữa này. Home screen không xài bỏ đi này. Bỏ đi những cái phần import không xài của mình nhé. Ok. Đây. Này còn dư này. Ok. Đấy, bỏ những phần import không xài nhìn cho nó gọn gàng ha. Nó import và nó cũng tính rồi ha, nên là mình bỏ nó đi. Chứ không cần, không nhất thiết là phải gọi vào mới tính nhé. Đây mình sẽ commit cái này lên, mình nói ở đây ở bên này là bên cái mobile, bên cái cái này là mình đã đổi cái tên của cái thư mục thành mobile nhé, không còn là event hub nữa nha. Để mình phân biệt giữa hai cái client và cái web này. Client thì nó sẽ có hai cái, một cái là web, một cái là mobile. Mobile phát triển riêng cho Android và iOS, còn web là ví dụ như mình sẽ xài React JS hoặc là Next.js để mình phát triển cái app web app đó. Đây mình sẽ commit lên, mình nói là mình add navigator, add navigator bottom tabs. Ok. Đó, xong. Giờ mình quay lại với cái phần tab navigator của mình. Lúc này mình sẽ thêm ba cái nữa nhé. Thêm ba, bốn cái nữa, năm cái nữa. Explorer lúc này mình sẽ đổi nó là thành là event ha. Ở đây nó sẽ là event navigator này. Rồi cái này nó là add thì mình sẽ không có cần phải cho nó hiển thị cái tên, cái label đúng không, thì ở đây mình sẽ gọi đây là add new screen này, new screen, và mình sẽ cho nó có một cái option ở đây. Option thì mình sẽ để nó là label, tab bar labels bằng fields, hoặc là mình sẽ là show tab bar label bằng mình sẽ không có để nhé, mình sẽ bỏ nó đi. Visible tab, mình sẽ tìm tab bar labels, mình sẽ tìm những cái mà nó có liên quan đến label này. Tab bar label visible, tab bar show label là bằng fields ha. Rồi cái phần add là mình sẽ không có hiển thị. Tiếp theo đó là mình sẽ đến là cái phần là map. Map thì mình sẽ gọi đến cái map navigator của mình. Nhầm map navigator ha. Rồi cuối cùng nó sẽ là đến cái profile, thì nó sẽ là cái profile navigator. Profile navigator. Ok, bây giờ mình sẽ xem thử này. Mình sẽ xem luôn cả trên cái iOS nhé. Khi mà mình làm thì mình xem trên hai cái mình làm nó sẽ tiện hơn. Thì khi mà mình style các bạn sẽ thấy là nó hơi khác nhau một chút này. Bên iOS là ok rồi này, nhưng mà bên Android là các bạn sẽ thấy là nó hơi sát với phần bên dưới đúng không? Hơi sát xuống một xíu. Thì cái này nó sẽ nằm ở trong cái phần style của mình nhé. Đây mình sẽ tạo ra một, mình sẽ thêm một cái option trong cái screen option của mình ở đây này. Mình sẽ thêm một cái ở đây này,
Ví dụ như các bạn muốn thay đổi màu đi, thay đổi màu của cái tab bar của mình á, thì các bạn có thể gọi cái tab bar style ở đây này, tab bar style, và mình cho nó có cái background color. Ví dụ như mình đổi màu nó thành coral đi, hoặc là các bạn cũng có thể xài nó với cái image nhé, coral này mình có thể xài với image background cũng được nha các bạn nhé. Rồi trước tiên là mình sẽ làm cho Android đi, mình sẽ xem thử coi nó như thế nào nhé. Nó cách bên trên và cách bên dưới là khá là cao đó. Ở đây nó sẽ là cái độ cao của nó là bao nhiêu, mình sẽ xem thử coi. Nó sẽ cao là 111. Mà cái đoạn này nè, đoạn từ trên đây xuống dưới đây là bao nhiêu, mình sẽ xem thử coi. Nó là 34, như vậy cái đó nó phải cao khoảng 80 đó. Thì mình sẽ cho nó thêm một cái phần nữa, mình có thể để cho nó cái phần hay á, hay style của nó sẽ là bằng 80 đi. Đấy, mình xem thử coi. Khá là cao ha, khá là cao đó. Rồi, mình sẽ cho nó cái justify content bằng center nhé. Align item là center. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm cái icon cho nó nhé. Tab bar icon này. Tab bar icon ở đây. Đấy, tab bar icon nó sẽ nhận vào một cái là focus. Các bạn sẽ thấy này, nó nhận những cái props là focus. Rồi thêm cái gì nữa, và nó sẽ trả ra cái gì, nó sẽ return ra cho mình một cái gì đó, ví dụ như là icon này. Rồi ở đây mình sẽ return ra cái gì, mình return ra một cái dạng rỗng như vậy đi nhé. Phần này có vẻ như là mình ghi nó chưa có được chính xác này. Đó là nó focus này, color này, size này. Đấy. Rồi nó sẽ return ra một cái rỗng. Thì bây giờ mình lưu lại thử là nó sẽ bị mất hết này. Bây giờ mình sẽ tạo ra nhé. Mình sẽ tạo ra một cái cost này, icon. Nó sẽ bằng một cái react. Nó là một cái react node nhé. Và nó là let nhé. Tại vì mình sẽ sửa mà. Mình sẽ gọi đây là let icon bằng. Nó là react node. React node tức là nó một JSX đó. Một react node. Và nó vậy thôi chứ nó chưa có cái gì hết nhé. Rồi nó sẽ có thêm một cái là let color. Color nó sẽ bằng, nếu như mà focus thì nó sẽ là màu gì đó, màu xanh đi. App color.primary nhé, color.primary. Còn nếu không nó là app color.gray. Ok. Đấy, color là bằng nếu mà focus it này. Mình không có ghi let color, tại color mình có khai báo rồi. Còn cái size thì mình xài y vậy thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói xuống đây if này, hoặc là mình có thể xài squid key ở đây nhé. Squid này, router ở đây mình sẽ có thêm một cái đó là cái router nhé, option này nó sẽ có thêm một cái đó là cái router. Đây mình có thêm một cái là nó là đây, các bạn sẽ đưa nó có cái router này. Thì đây mình sẽ kiểm tra thôi cái router này, và mình sẽ tùy theo trường hợp mà mình thay đổi cái icon của mình nhé. Case nếu như nó là X for flora thì cái icon break này, thì lúc này cái icon này nó sẽ là cái gì, icon router.name nha, cái này là router.name. Nếu mà thì cái icon lúc này nó sẽ bằng cái gì, mình sẽ cho nó là bằng cái home đi nhé, sẽ cái home screen đi tạm thời thôi nhé. Ơi, nhầm, home của icon sắc react này, không hai đi, size là bằng size và color là bằng color. Rồi lúc này mình sẽ return về cái icon nhé. Đó, ok chưa, home này, tab bar label là nó chưa có này. Thì cái tab bar label á, là nó mình sẽ cho nó hiển thị ra bình thường nhé. Thì nó sẽ nằm ở phần dưới này, tab bar labels. Rồi tab bar labels thì nó sẽ bằng là mình sẽ cho nó có thêm một cái phần style nữa đi, tab bar label style đi. Rồi mình sẽ cho nó có cái color nhé, color. Ví dụ như mình để nó là coral đi được không, coral. Cái tab bar label của mình nó bị mất rồi.
đợi một chút nha, tí nữa mình sẽ quay lại, tí mình quay lại mình sẽ xử lý tiếp, gọi là tab 3 label visible, tab 3 label. True. Ok, rồi tí nữa mình sẽ quay lại mình xử lý nó tiếp. Cái phần tab 3 label này, mình có thể là mình sẽ cấu hình lại để mình xài nó giống như của cái thằng text của mình đó. Thì mình sẽ gọi cái tab 3 label này, nó sẽ nhận một cái, nó là nếu mà mình cho nó xem thêm một cái router, tức là focus sheet đó. Tức là focus thì nó sẽ là màu khác nhé, tab 3 label này. Thì mình sẽ nhận một cái đó là thêm một cái props là focus sheet. Rồi nó sẽ return về cho mình, nó sẽ trả về cho mình cái gì? Nó trả về cho mình nó là cái text tab 3 labels. Rồi nó sẽ trả về cho mình một cái text nhé. Nó sẽ return về một cái text component. Mình đang có cái text component mà mình muốn nó xài cùng cùng kiểu chữ đó. Text nó sẽ bằng là bằng cái router .name nhé, bằng router này .name của mình này. Ok. Rồi, mình sẽ cho nó có cái flex bằng 0 đi. Rồi. Chỗ này sao nó lại bị mất cái tab 3 label của mình rồi. Mình nếu không lý là do cái này sao? Ồ, cái này nếu mà mình để những option như vậy thì nó lại bị ảnh hưởng luôn cả cái phần tất cả các phần còn lại hả? Lại nhỉ. Ok, chỗ này mình sẽ để cái size cho nó hơi nhỏ lại một xíu nhé. Mình xem thử cái size bên kia là bao nhiêu. Bây giờ mình xem thử trong cái phần này nè. Thì cái Explorer của nó, cái size của nó là bao nhiêu. Mình xem trong cái phần, mình mở cái này lên nhé để mình xem thử coi. Ủa, tại sao cái này không xem được nữa? Get config, get coding faster, get mod gì đây? Tầm lum vậy. À, hết hết cái thời gian xem miễn phí hả? Đâu phải, đâu có liên quan gì. Các bạn đợi chút mình xem thử coi nó bị cái gì á. Mở lại cái chế độ dev mode này. Đây cái explorer mình sẽ thấy là cái font của nó là cái size của nó là 12 này. Nó mất cái phần kia của mình rồi. Và nếu như nó focus thì nó sẽ là màu primary. Đây mình sẽ để lại cái size cho nó là 12 nhé. Mình mở lại cái phần design của mình này, cái text này của nó size là 12 và cái color thì mình sẽ kiểm tra xem focus, nếu như mà focus thì là app color chấm primary, còn nếu không là app color not great. Ok, 12 có vẻ khá là hơi hơi bị nhỏ một xíu. Mình sẽ, nó có cái style nữa nhé, mình sẽ thêm cái tab 3 style, tab 3 label style này, mình sẽ cho nó margin bottom là 8 đi, 8 padding bottom được không? Nó không có tự động đẩy lên được hả? Trời, padding top ủa sao nó bị tràn hết đây rồi. Home nhé, ẹt nhé, cái màu thì được rồi. Ok, các bạn đợi mình xem lại cái phần này coi. Margin bottom background color đi, Koran này. Nó không có ảnh hưởng gì, nó không ăn thua gì hết trơn này trời. Thế ơi, thì mình sẽ chọn nó vào cái style ở đây đi. Style ở đây đi, bằng margin bottom đi, bằng 8 đi. Ok, 8 vẫn còn hơi thấp, mình sẽ cho nó là 12 đi. 12 và mình cho cái icon nó xuống một xíu nhé. Cái icon tab 3 icon style này mình sẽ thêm một cái phần nữa, tab 3 icon style. Đây mình sẽ cho nó cái phần style này, nó sẽ margin xuống bên dưới một xíu, margin bottom âm 4 đi, âm 8 đi. Ok, bây giờ mình sẽ xem thử trên iOS thì nó nhìn nó như thế nào. Khi mình làm mình nhớ để ý đó, các bạn sẽ thấy là bên iOS nó sẽ bị lỗi ngay này. Vậy thì bây giờ mình sẽ bỏ cái phần này đi nhé, thử xem. Rồi mình bỏ cái phần này đi luôn. Đấy,
mà mình sẽ cho bên này nó có cái margin top đi, nó sẽ bằng là 4 đi, 4 hả? Bên cái này nó cách xa lắm luôn á, nhìn nó rất là rộng này. Nhưng mà bên iOS bên cái kia của mình nó lại khác. Này nó hay là 88. 88 và hai cái này nó sẽ mấy cái này nó sẽ canh giữa hết. Hay cái này là 16, cái này là 32, 23, size mình sẽ để cho nó là 23 nhé. Cái icon á, icon cái size của nó mình sẽ để nó là 23. Size là bằng 23. Ok, rồi. Tiếp theo đó là các cái phần này. Cái height của nó bằng 88. Đó, rồi nhìn có vẻ mà cũng khá là ok rồi đó. Bên iOS nhìn là có vẻ khá là ok rồi, nhưng mà bên Android thì lại chưa. Android thì mình sẽ phải chỉnh lại nhé. Android nó nằm ở bên này nhưng mà nó nhìn nó kỳ lắm. Nhìn nó rất là kỳ luôn á. Mình sẽ để cái này nó là margin top là 8 đi. Em đẩy xuống bên dưới một xíu. Rồi, cái phần này margin bottom thì mình sẽ để nguyên, nhưng mà mình sẽ để cái chỗ này nè. Cái nếu như cái an thiết bị là android.ios bằng 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 này, Android bằng 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 nhé. Cái này phải 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 bằng 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 nhé. Bằng bằng Android thì mình sẽ để là 12, còn nếu không thì mình sẽ để nó là không. Ok, 12 vẫn có vẻ là vẫn hơi 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 xa. Đó là 14 đi. Nếu mà nó lên thì nó sẽ đẩy cái này lên, còn bên này nó phải mặc trên bo tầm xuống một xíu. Mình sẽ để nếu như platform.os mà bằng bằng Android thì là âm 8, còn nếu không thì là không. Đấy, nhìn nó cũng vẻ là ổn hơn một xíu ha. Xíu thôi. Tại vì cái phần này này khá là khó canh, và cái hay của bên Android nó có vẻ khá là lớn. Mình sẽ cho chấm platform.ios à chấm OS bằng iOS thì mình sẽ để là 88 đi. Mình sẽ điều chỉnh từ từ nhé. iOS này bằng 88, và nếu không thì mình để là khoảng 68 đi, nhìn cho nó ngắn lại một xíu, hoặc là 72 đi. 72 vẫn chưa được, 74 đi. Ok, rồi 74, nếu mà mình để là 6 68 được không? 68, nhưng mà mình sẽ chỉnh lại mấy cái phần này nè. Ví dụ đây là 4 thôi. Đấy, hoặc là mình để nó là 0 thôi. Nó là 0 luôn nhé. Ok, mình để nó là 0 đi. Nếu mà 0 thì không cần để. Đấy, còn tab 3 style này mình sẽ để nó là 12 đi. Ok, nhìn nó đỡ, nó ổn hơn rồi đó. Nhìn nó nhỏ lại chút ha, cái nhìn nãy nhìn nó lớn quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi và mình làm các cái icon nữa này. Mình sẽ tìm các cái icon nhé. Mình vào thằng React icon, vào cái phần mà icon của thằng vector icon đó. React vector icon này, vector icon thì nó sẽ có nhiều cái icon hơn. Bên sắc icon thì nó khá là ít, nhìn nó hơi hơi nghèo nàn một xíu. Mình sẽ tìm một cái đó là cái explorer. Explorer nó có không, xem nó có không. Cái này nó có rồi nè, nhưng mà nó lại bị gạch mất, thì nó không phải cái này, nó là cái này cơ. Mình sẽ xài cái material icon nhé, và nó sẽ là cái explorer. Bây giờ là mình chỉ việc đi thay cái icon thôi. Control V này, import nó vào này. Đây này, imp material icon đúng không? Vector icon xuyệt material icon. Ở đây mình sẽ import cái material icon vào. Này nó không có cái dấu ngoặc nhọn, nó không có dấu ngoặc nhọn ở đây nhé. Nó export default ha, name nó sẽ là explorer. Ok, xem lại thử coi. Này, lưu lại. Lưu lại cho nó reload nhé. Ý, nó bị cái gì rồi, mình sẽ mở cái terminal lên để cho mình sẽ reload lại cái coi nào. Reload lại cái. Create bottom tab navigator có vấn đề gì? Tab bằng create bottom tab navigator.
Mark tab. Những cái này nó bị cái gì đó? Tabs Navigator này. Mình sẽ thử chạy lại thử coi. Tắt nó đi nhé, tắt nó đi. Này lâu lâu nó cứ bị lác lác hay sao? Ok, như vậy là mình đã chạy lại nó ở trên cái thiết bị Android rồi nè. Đấy, mình đã thấy có cái Explorer rồi. Lâu lâu nó bị lag lag các bạn ạ. Ok nhé, rồi mình sẽ tắt cái terminal này đi. Mình sẽ nhìn cái bên này là được rồi. Explorer này, rồi cái event. Event nó là giống như kiểu cái calendar á. Mình sẽ xem thử trong cái phần design của mình nhé. Xem cái design và mình sẽ tìm cái giống như vậy. Calendar, ok. Cái này thì lại giống bên cái thằng icon sát hơn. Iron Icons nhưng mà nhìn nó có vẻ không giống lắm. Nó tròn tròn cơ, tròn tròn như vậy nó giống bên thằng thằng của thằng Icon sát hơn nhé. Thằng Icon sát mình sẽ lấy của thằng Icon sát đi. Case tiếp theo là mình sẽ cái case này. Case mà nó là event thì mình sẽ break nó ra nhé. Sau khi xong thì mình phải break nó ra nhé chứ không là nó chạy hoài luôn đó. Rồi icon nó sẽ bằng là mình sẽ xài của icon sát nhé. Calendar size bằng size ha, size là bằng cái size của mình nè, color là bằng cái color mà mình đã đặt ở bên trên đó các bạn. Rồi bây giờ nhé, đó vậy nó mới giống này. Mình sẽ cho nó thêm một cái đó là variant, nó bằng cái bold để cho nó có một cái màu đen bên dưới nhé. Đấy, nhìn nó giống hơn rồi đấy, event này. Nhưng mà cái phần bên trên này nó lại màu trắng chứ không phải là màu màu đen. Đây là có thể là nếu mà không được nữa thì mình sẽ phải lấy cái của thằng mình sẽ xuất xuất ra cái SVG nhé. Hôm trước là mình có làm một cái video về SVG rồi đó, các bạn có thể xem lại cái video đó nhé. Mình sẽ sử dụng cái SVG file nhé. Đây, cái này nó có màu đen nè mà cái đó nó lại màu trắng ở bên trên, ác nghiệt thật chứ. Ok vậy đi. Rồi cái app để tí nữa mình sẽ làm sau, bây giờ mình sẽ làm cái map và cái profile trước. Mình sẽ làm thêm cái map và cái profile cho cái phần top bottom tab của mình nè. Đấy, cái add này rồi này, xong rồi nè. Mình sẽ thêm một cái là cái map. Thì bây giờ mình sẽ case, mình sẽ xuống cho nó xuống hàng nhé. Đây, mình sẽ copy xuống đi. Cái add thì mình sẽ không chưa có làm vội, mình để đó đã. Mình sẽ làm cái map này, map thôi ha, chứ không có add. Có add không? Không có add. Map thì nó sẽ là cái location. Location. Ok. Rồi cái này nó sẽ là cái profile. Profile thì mình sẽ lấy cái user đi. User. Ok, xong. Xong cái phần bottom tab của mình rồi nè. Đó. Màu xám này có vẻ không giống này, mình sẽ xem lại cái màu này nó là cái màu gì. Mình sẽ click vào cái icon này xem nào. Select color. Đâu có giống đâu, màu này đâu phải màu này đâu. Xem thử coi nó là màu gì nhé. F7, F7, F8 hả? Ok. F7, F7, F8 thì mình xem trong cái color của mình, trong cái bảng color của mình nó đã có chưa? Mình sẽ xem thử coi. Bảng color chưa có cái F7, F7, F8 đúng không? Mình sẽ tạo ra một cái đi. Gray 4 nhé. Gray 4 có rồi. Gray 5 đi. Gray 5. Thăng nè. F7, F7, F8. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ sửa lại cái chỗ này thành gray. Gray 4, gray 5 nhé. Gray 5. Cái label cũng vậy nhé, gray 5. Ui, nó mở câm luôn, không thấy cái gì luôn. Ồ, như vậy cũng không ổn ha. Mình sẽ cho gray 4 đi. Gray 4 thì lại hơi đậm. 3 được không? Ok, gray 3 đi. Nó không giống như trong này. Nếu như vậy, nếu mình để một gray 4 đó, thì nó sẽ khá là mờ đó. Quay đó thì mình, nếu mà mình để cái đó thì nó sẽ khá là mờ, mình không có để cái đó được. Mình sẽ phải xem lại cái màu của nó xem thế nào. Ồ, mỗi cái nó có một màu khác nhau à. Cái vấn đề là do cái bên design thôi nhé các bạn. Các bạn có thể liên hệ với bên design để họ có thể kiểm tra lại cái phần này nhé.
F7, F7, F8 đúng rồi, nhưng mà nếu như mình lên trên hình á thì nó sẽ mờ lắm, nên là mình có quyền thay đổi cái màu nhé. Đây, nếu mình để F7, F7, F8 là nó bị sai ngay. Đấy, mình sẽ cho nó quay lại đi. Quay lại này. Đây nhá. Hình như nó là cái màu 23C05 thì phải. Mình copy cái này qua đây thử coi. Thử xài cái màu đó nhé. Chuyển V này, thăng này. Không, nhìn cái màu thì nó khác hẳn luôn. Về nó không đúng cái màu. Mình sẽ xem thử coi là cái màu của nó là màu gì. Xem từ trên này đi. Calendars này. Xem thử, mở ra thử xem nó là cái màu gì đây, sao màu nó kỳ cục vậy. Fill này, D9 D9 D9. Ok. Vậy nó mới giống. Nó phải là D9 nhá. Mình thử coi lại coi. D9 D9 D9. Ok, rồi, mở lên cái simulator của mình coi. Đấy, nó phải là D9 mới đúng ha. Mình xem cái color của mình xem nó có cái D9 chưa. D9 là ở đây là bao nhiêu? Chưa có cái D9 hả? Vậy thì chỗ gray 5 này mình sẽ sửa thành D9 nhé. D9, D9, D9. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ xuống đây, mình sẽ sửa lại cái này thành gray 5. Gray 5 nhé. Color.gray 5 ha. Nhìn cho nó đậm lên một xíu. Đấy, nhưng mà nhìn nó vẫn chưa có được ổn lắm. Mà thôi, kệ nó đi. Ok, rồi. Bây giờ mình kiểm tra xem nếu như mà cái router đó name, tại vì nếu như bây giờ này, nếu như bây giờ mà các bạn để cái này nó là tab ba sau label là bằng false là nó sẽ ẩn hết luôn của mình đó, nó sẽ ẩn hết mấy cái phần khác của mình luôn. Mình thử restart phát này, restart cái này, mình sợ là những cái phần khác nó cũng bị ẩn chữ đi luôn là không được ha. Tab ba label source này ở trên này nó cũng không, nó vẫn có nên nó không có bị ảnh hưởng. Mình sẽ bỏ cái option ở dưới này đi nhé, mình sẽ không cần cái option này nữa, mà mình sẽ kiểm tra nó ở trên này, router.name mà bằng bằng với lại cái add thì mình sẽ trả nó ra là null, còn nếu không thì mình sẽ trả ra cái tab, như vậy là nó mất đi ha. Rồi nếu như mà cái case, mà cái trường hợp case mà nó là add thì mình sẽ không có return về cái icon mà kiểu của icon, nhưng mà mình sẽ ra một cái khác, mình sẽ ra return về một cái, mình sẽ break nó ra, break ra. Ok, rồi lúc này icon nó sẽ bằng cái một cái view ha. Icon này, nó sẽ bằng này, view. Trong cái view này mình phải import nó vào đó nha, import cái view này vào. Trong cái view này mình gọi ra một cái add square, size nó là bằng là 20, mình cho là 20 đi. Color là bằng color.gray, bằng app color.white. Rồi, variant là bằng bold. Ok. Đấy. Sao mình không thấy nó ảnh hưởng, không thấy nó thay đổi gì hết trơn. Rồi cái view này mình sẽ có cái gì? Mình sẽ xem thử trong cái phần style này, cái view này cái kích thước của nó là bao nhiêu? 46 x 46. Ok. 46 x 46 đúng không? Cái style nhé, mình sẽ style cho nó bằng cái width bằng là 46, hay 46 và cái 46 này, border radius của nó là 100 ha, và cái background color của nó sẽ là màu app color.primary. Đấy, justify luôn nhé. Justify content là center align items center. Ok. Rồi bây giờ nó sẽ phải có thêm một cái shadow nữa đúng không? Nên là mình sẽ cho nó vào đây. Ở chỗ này mình sẽ gọi thêm một cái, đó là cái global.shadow. Global style này.shadow này. Cho nó có thêm cái shadow. Rồi, mình sẽ cho nó mạc chin top lên một xíu nhé. Đây, nó sẽ mạc chin top cái view này này, nó sẽ mạc chin top. Bây giờ mình nó là 46 đúng không? 46 mà cái này của mình nó là 88, 88 mà trừ cho 46. Mình sẽ cho nó margin top lên khoảng 40 đi. Âm 40. Đấy là nó sẽ lên một nửa bên trên ha. Nhưng mà cái phần này nó sẽ hơi khác nhau một xíu, tại vì nó có
liên quan tới cái khác nhau giữa platform và Android và iOS này. Nên là mình sẽ thêm một cái đó là cái platform OS mà bằng bằng cái iOS thì mình sẽ cho nó là 40. Không, chỗ này chắc sẽ cho nó 50 đi. Còn nếu mà iOS Android thì mình sẽ cho nó lên là bằng 60, âm 60. Để cho nó cách hẳn lên bên trên luôn ha. Cái shadow của mình ở đây nhìn nó có vẻ không được rõ ràng cho lắm. Shadow của mình và cái icon của mình có cảm giác là nó vẫn nhỏ. Nó nhỏ hơn so với bên này này. Bên này họ để là bao nhiêu? Mình thử xem cái này 23, 23 nhưng mà sao nó lại nhỏ xíu à. Nhìn cái icon nó có vẻ khá là nhỏ. 23 mà nhìn nó nhỏ xíu xíu xíu. Này 46 cũng vậy này, cũng nhỏ xíu à. Cái shadow nhìn nó cũng không có được rõ ràng. Có thể là mình sẽ cho nó lớn lên một xíu đi, tại vì nhìn nó nhỏ quá. Đó. Mình sẽ cho nó lên thành 24 nhé. Cái size mình để thành 24 thử coi. Nó hơn một xíu thôi, nhưng mà nhìn nó cũng có sự khác biệt. Cái này nhìn nó vẫn còn nhỏ lắm. Cái 46, 46 ở đây nó vẫn nhỏ. Mình thử để cho nó thành 52 được không? Nó không có nổi bật hẳn cái nút đó lên. Đấy, nhìn như vậy nó to hơn. Với cái bên trong, cái icon bên trong mình sẽ để cho nó là 24 nhé. Ok. Nhìn nó to hơn chút, nhìn nó nổi bật hơn, chứ để bên kia nó hơi nhỏ ha. Rồi xong, như vậy là mình xong được cái phần bottom tab của mình rồi nè. Đấy, các bạn thấy các bạn di chuyển được giữa các cái màn hình rồi nè. Đó. Phần add thì nó sẽ vào cái phần add screen nhé. Ok, rồi add screen này, lúc nào cái add thì nó có một màu này thôi. Các bạn có thể đổi màu nhưng mà người ta đang để là nó chỉ có một màu đó thôi, thì mình cứ để nó là có một màu thôi nhé. Rồi, nhưng một số phần nó thiết kế nó hơi bị sai sai một xíu nha. Ví dụ như cái map này nè, nếu như mình bây giờ mình che hết lại thì đến lúc họ quay về thì họ bấm cái nút nào để họ quay lại. Và nó không phải là ngoài màn hình, ngoài cái tab nha. Tại vì có cái tab vào đây mà sao mà ngoài tab được. Nên là nó phải có một cái phần bottom tab vào đây nhé. Ok. Rồi, tiếp theo là mình sẽ làm đến cái phần là Drawer Navigator và Custom Drawer Navigator. Như vậy là mình xong được cái phần là bottom tab rồi đó. Xong cái phần bottom tab, cái phần home screen này. Phần home screen này mình sẽ bỏ cái phần đó đi nhé. Bỏ cái phần ở giữa đó đi. Này, Ctrl P mình sẽ mở đến cái phần là home screen của mình này. Và mình sẽ bỏ cái phần này đi. Đây. Bỏ hết đi. Ok. Đấy, bây giờ là mình xong được cái phần này rồi. Tiếp theo là mình sẽ làm đến những phần tiếp theo của mình thôi. Đó là mình sẽ làm một cái Drawer Navigator, nhưng mà Drawer có đó thì mình để sau nhé, tại vì nó còn liên quan tới cái nút menu ở bên trên này nữa nè. Nên là mình sẽ làm cái phần home screen trước nha. Mình sẽ mở cái này qua bên này một xíu để mình xem cái phần home screen, và mình sẽ làm cái phần home screen nhé. Ok. Style nè. Phần này của mình nè. Phần này hơi lớn nè, để cho nó nhỏ lại xíu nè. Ok, được rồi đó. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ làm cái phần home screen. Thì cái phần trong cái phần home screen này, cái phần status bar của mình á, là nó sẽ có cái màu trắng. Đấy, các đa phần nó sẽ có màu trắng nhé. Ở đây phần home screen này mình sẽ để cái status bar nó có màu trắng, và cái container của mình ở đây này, mình sẽ không có xài cái container component nhé, tại vì nó có cái cấu hình nó hơi khác một xíu này. Đấy, mình sẽ không có xài cái stay. Ở đây là mình sẽ không có xài cái phần mà cái Shape Area nhé. Shape Area mình sẽ để ở phần khác. Và cái phần này nó khá là giống với cái trang này, này. Giống với cái trang login screen của mình á. Đâu rồi? Không phải cái này, trong cái dự án kia cơ. Cái này nó giống với dự án to-do list của mình đó. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái phần này. Style của nó mình cứ để nó là Flex 1 thôi nhé. Và các bạn có thể gọi cái container vào cũng được. Mình sẽ gọi cái global style.container. Ok. Rồi trong này thì mình sẽ gọi thêm một cái status bar nhé, để cho nó có cái màu chữ status status bar. Rồi, nó sẽ có cái style bar style là nó sẽ bằng là line content. Nó màu trắng nha, tại vì cái nền ở bên dưới là mình sẽ để cái nền màu xanh mà.
Đấy, bây giờ mình sẽ cho có một cái nền ở dưới này nha. Một cái view này, style của nó này bằng là flex one. Rồi, background color thì mình sẽ để là app color chấm primary. Ok, rồi border mình sẽ để cái height cho nó nhé. Cái height của nó là bằng bao nhiêu? Ví dụ như mình để là 120 trước đi. 120 và mình sẽ bỏ cái flex này đi. 120, rồi mình thêm cái border radius ở phía dưới này. Mình sẽ xem thử coi cái border radius của nó là bao nhiêu. Tách riêng nó ra một cái phần này. Border bottom radius và border bottom left và bottom right radius của nó là bao nhiêu. Mình sẽ xem thử coi. Cái phần style đó của mình nó bị mất rồi. Rectangle mix it là bao nhiêu? Có thể là mình sẽ để nó là 100 đi. Cái hay của nó là 179 nhé, thì mình cũng để nguyên nó là 179 luôn. Hay là 179. 179 nè. Ok. Rồi nó sẽ canh ở giữa border radius này, mình sẽ để nó là 2 là 100 đi. 100 cho nó thành 100 thì có vẻ hơi lớn, mình sẽ để nó là 20 nhé. Border bottom. Bottom left radius là bằng 20 thử đi. Rồi bottom border bottom right radius nữa. Này là right ha. 20. Ok, 20 có vẻ là hơi ít. Mình sẽ để cho nó là 100 đi. 100 thì lại hơi lớn. 50 nhé. 50 hay là 40 đi. Ok, 40. 40 là vừa đẹp. Khi các bạn làm, các bạn nhớ là mình sẽ làm trên hai cái nha. Một cái là iPhone, một cái là Android, để mình xem thử coi là nó bên Android và bên iOS nó có một cái số cái nó khác nhau đó. Sau này mình sẽ để rồi bên trong này, bên trong là xong nhé. Bây giờ mình sẽ cách cái phần status bar này của mình ra. Mình phải cách cái status bar này của mình ra nhé. Các bạn có thể để cái background color cũng được. Ví dụ như mình để một cái shape area đi, hoặc chỗ này mình để là container, component container. Không thì mình sẽ để view đi, để view nhé. Rồi trong này mình sẽ gọi ra một cái shape area view để cho nó tách cái cách cái phần ấy ra đó, cách cái phần status của mình ra. Shape area view size là bằng là flex bằng 1. Flex 1. Nhưng mà background color của cái thằng shape area thì nó phải là app, nó phải cùng màu luôn nhá. App color.primary này. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai cái này nó vào trong này. Cái này mình để lên bên trên này đi. Còn cái view này mình sẽ để vào trong cái phần này. Đấy, như vậy thì khi mà mình gọi lên cái phần style á thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhé. Bên dưới cái view này mình sẽ gọi ra một cái view khác đi. Mình sẽ cho nó có cái style là bằng là flex 1. Style này bằng này. Flex 1. Rồi, background color mình sẽ để cho nó là white. Nếu mà các bạn mà app color dot white, sorry, app color dot white. Nếu như các bạn mà để như vậy này thì cái phần màu trắng á, nó cái phần mà ấy của mình là border của mình ở đây này, nó sẽ bị mất. Và nếu các bạn muốn nữa thì các bạn phải flex cái này lên, top mạc trên top của nó lên là 20. Tức là nó phải mạc trên top lên là bằng cái khoảng radius của mình đây này, ví dụ như vậy này, mạc trên top là -40. Đấy. Thì và mình sẽ không có thấy được cái phần này. Nên là mình sẽ không có để cái shape area ở đây nhé. Shape area ở đây để nó khá là khó chịu. Đấy, mình sẽ cho nó cái phần margin thôi. Margin top thôi. Flex 1 không có margin top gì cả. Đó, như vậy thì nó mới đúng ha. Vậy thì nó mới đúng cái design của mình đó. Và cái background color nha, khoan nha, cái này nè. Cái phần background color của nó là gì? Mình xem lại thử coi. Home này. Cái phần fill của nó là bằng màu trắng này. Background color cái này là màu trắng này. Còn cái này bên dưới đây là màu gì? Dưới đây thì nó sẽ màu DA này. Như vậy cái background color của nó phải là DA nhé. Còn Tiner này nó không phải là màu white ha. Nó không phải là white mà mình sẽ cho nó là cái background color. Ví dụ như mình để là DA đi. Rồi mình sẽ xem lại thử nhé. Nó không phải là màu trắng nha các bạn, nó là màu hơi xám xám một xíu.
và cái bách có cái bo thẩm tháp của mình này, thì nó là màu trắng này, nó sẽ là màu trắng nhé, mình sẽ sửa lại nha, tại vì đây nó của mình nó lại đang là màu xám, mặc định của nó sẽ là hơi xám xám một xíu nhé. Rồi mình quay lại cái phần tab navigator của mình, cái phần mà tab bar style ở đây này, mình sẽ cho nó có cái background color, nó sẽ là app color dot white. Đấy, nó sẽ hơi khác đi một xíu, và cái nó không có cái, nó có cái phần border radius không, elevator tức là elevation, nó hơi bị margin, nó hơi có cái thanh mờ mờ ở đây này, nó có nhé, nó có nên mình cứ để nó đi. Rồi tiếp tục cái phần này của mình nha, tiếp tục cái phần ở trên này của mình thấy nếu như mình để cái màu thì cái phần bên dưới đây, cái phần phần bên dưới của cái phần home screen ở đây này, cái phần này này nó cũng phải là DA nhé, để cho nó cùng màu nha. Đây này, Ctrl C này, mình sẽ dán nó vào đây, Ctrl V, ok. Đấy, màu xám xám, màu DA là nó khác hẳn luôn á, nó sẽ hơi xám màu một xíu hơn sau, chứ nó không phải là màu trắng, nó là màu xám, màu trắng. Đây, mình sẽ xem thử trên này nè, màu nền của nó này, ví dụ bây giờ mình thử xem có chính xác không thì mình đổi màu đi. À không phải rồi. Mình sẽ Ctrl Z lại nhé. Như vậy cái này không phải là màu trắng, nó là màu gì đó, nó là màu trắng. Mình sẽ xem thử ở đây đi. Home screen này. FFF. FFF là màu trắng, nhưng mà rõ ràng hai cái màu này nó là khác nhau. Có màu trắng này, nhưng mà nó bị cái gì ta, gọi là cái transparency nhé, mình sẽ thử đổi đi, không phải cái này. Z trắng hả ta, trắng sao nhìn nó kỳ ta. Thử đổi màu là biết trắng hả, nếu mà trắng thì như vậy, hay là do mắt mình bị cái gì ta, màu trắng mà nó bị cái xa đâu ha. Thôi kệ nó đi, màu trắng thì mình cứ để nguyên nó là màu trắng đi. Rồi ok, mình sẽ bỏ cái phần này đi. Rồi mình xem cái này nó cao bao nhiêu đây. Ở đây nó sẽ cao, mình có thể tách, mình có thể có cách để mình cách nó ra nhé. Ở đây này, ví dụ như bây giờ mình sẽ làm cái phần menu của mình nhé, thì mình cứ để cái phần này đi, để phần này ở đây để mình xem nha. Đấy, mình không có tắt ra đi, mình để ở đây để mình xem, mình vừa làm mình vừa xem, mình vừa làm mình phải xem cái UI nữa thì mình mới xem được. Đấy, cho nó nhỏ lại xíu để cho nó dễ xem này, dễ nhìn, nhỏ lại xíu. Ok, đưa nó lên trên đi, để vừa để đây đi, mình vừa làm mình vừa nhìn xem là nó có ok không. Ok rồi, tiếp theo bây giờ cái phần trong này thì mình sẽ gọi đến một cái phần, cái chỗ này mình sẽ để cho nó cái padding nhé. Padding này, padding thì mình sẽ lấy cái status bar này chấm content hay current hay, là mình sẽ tách được cái phần này ra nhé, tách được cái phần mà mình không cần gọi status bar nha, mà không cần gọi cái shape area, mình có thể tách được cái chiều cao của cái phần đó. Ở trong này mình sẽ gọi đến một cái row component này. Rồi bên này mình sẽ có một cái touchable opacity, touchable opacity này. Ở đây thì mình sẽ gọi đến một cái menu, gọi là cái này, gọi là cái hamburger menu ha. Size của nó sẽ là mình sẽ để nó là 24 trước đi. Color thì mình sẽ để nó là white ha. App color dot white. Ok. Tạm thời như vậy trước đã nhé. Không cần vội. Trong này mình gọi đến một cái view. Style của nó sẽ là cái flexible one. Flex one. Ok, trong cái view này nó sẽ có một cái text component. Text của nó sẽ là, mình cứ làm UI trước nha các bạn, là mình sẽ gọi đến, nó lại là trong cái view này này. Trong cái view này nó lại có một cái row nữa. Ở đây nó sẽ có một cái row nữa nhé. Row component này. Trong cái row component này mới gọi đến cái text, và nó sẽ là cái current location. Tức là vị trí hiện tại đó, current location. Rồi, ngoài cái view, cái current location này thì mình sẽ có một cái row down này. Size cho nó mình sẽ để nó là 14 đi.
và cái color của nó là white. Ok. Đó, nó chưa có được đúng lắm nhưng mình cứ để nó đã. Chưa, rồi bên dưới này mình sẽ để một cái text component. Cái text của nó. Text nó sẽ là New York. New York, ủa sao họ ghi kỳ ra New York là vậy chứ. Rồi, USA. Đúng không? Mình ghi New York đúng không? Họ đúng hay là mình đúng? Thử coi. New York. Ấy mình nhớ là nó ghi như vậy mà. Cái này chắc họ ghi sai đó. Kệ nó đi. Rồi. Tiếp theo cái này là mình phải để cho nó cái flex là 1, flex là 0 thì nó mới canh giữa được nhé. Flex của nó phải là 0. Và cái row component này, cái row trên cùng này này, cái view này này mình sẽ để cho nó cái align center là bằng align item là center nhé. Ok. Rồi. Cái color của hai cái này mình sẽ đều để cho nó là màu trắng nhé. Để đây. Ý. Colors bằng app colors dot white. Bên trên này cái chữ bên trên này nó sẽ hơi mờ hơn, như vậy nó là ổn rồi nè. Nhưng mà cái phần bên dưới này nó sẽ bold lên nhé, nhưng không phải bold hẳn đâu mà nó sẽ là cái medium thôi, font bằng font family chấm medium. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ có thêm một cái phần đó là cái chuông này, cái chuông thông báo này. Chuông thông báo này. Bây giờ cái màu này nó hơi khác nha, chứ không phải là màu trắng nha. Cái bên này không phải là màu trắng hẳn nhé. Nó sẽ là một cái màu nó sẽ hơi khác khác một xíu. FC nhé. Đấy, nó lại còn vậy nữa cơ. Nó phải là màu hơi trắng thôi, chứ nó không phải là màu trắng hẳn. Y2 đi, mình sẽ cho nó là Y2 nhé. Y2 đi cho nó hơi khác với bên gray, nó không phải là gray nữa mà nó cũng không phải là trắng luôn. Y2 đi. Thăng này. FC. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái code này mình sửa lại coi. Nó sẽ là FC, nó sẽ là Y2 nha, Y2. Đấy. Đó nhìn nó không có giống nhau. Và cái size của nó sẽ hơi nhỏ hơn một xíu nhé. Cái size của nó đang là bao nhiêu đây? Font size là 12. Cái này là font size là 13. Ok. Một cái là 12, một cái là 13. Size này là 12. Rồi size này là 13. Ok. Rồi bên này nó không có gì luôn. Bên này không thấy cái gì luôn là sao? Trắng tinh. Nó đang bị đẩy lên bên trên nha các bạn. Nó đang bị nằm ở bên dưới này, cái phần này này của mình nè. Vậy nó là cái phần status bar của mình đó. Mình sẽ cho nó cái phần padding top nhé. Padding top này. Rồi bên này, bên iOS này nó không ăn thua gì luôn. Nó không có tránh được cái phần này ra. Vậy thì mình sẽ phải sửa lại nha. Platform bằng .iOS, OS là bằng Android. Thì mình để cái này, còn nếu không thì mình để cho nó khoảng là 24 đi. Không được, 24 vẫn còn hơi ít. À, 42 đi. Đó, cho nó xuống hẳn bên dưới luôn. Và nó phải padding nhé, nó phải padding hai bên, padding horizontal á, tại vì nó đang ở trong này nên là mình sẽ cho nó cái padding horizontal là 16. Ok. Nó đang bị lệch qua bên tay phải một xíu nha. Chữ nó có vẻ khá là nhỏ, rất là nhỏ luôn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp. Tiếp cái phần nữa, đó là cái phần cái chuông thông báo của mình. Ở đây nó sẽ là một gọi đến một cái view này. Cái view này nó mình sẽ hay gặp một cái đó là cái view center này. Cái view border xong rồi center đó. Thì mình sẽ làm cái phần này cho nó chung luôn nhé. 36 36 36, mình sẽ để tách nó ra thành một cái component nha. Đây mình sẽ, và cái này là mình sẽ tự làm này, custom nhé. Cái label đó mình sẽ tự làm nha. Khi nào nó có thông báo thì nó hiển thị lên cái đó, còn không có thông báo thì thôi. Và mình sẽ thấy cái phần mà view mà ấy hay gặp đó, mình sẽ hay gặp nó một cái thì mình sẽ tạo ra nó trong một cái component nhé, gọi là cycle, gọi là cycle container component đi, hoặc là cycle
cycle, còn tunnel, component cũng được nhé, mình đặt cái gì cũng được, gọi nó là cycle component đi. Rồi chấm TLX này, trong này nó sẽ nhận về RNFE cái đã này. Ở trong này nó sẽ nhận cái gì? Nó sẽ nhận một cái interface, interface nó sẽ nhận về một cái size, cái props này, nó có cái size, size là bao nhiêu đó thì mình sẽ cho nó nhận về, ví dụ như là number, nó sẽ là number nhé, thì người ta truyền đó. Rồi cái children là phải có nhé, children, tại vì mình không có làm từng nơi mà mình sẽ lấy từ đây, nó, children là bắt buộc phải có và nó sẽ là React Node. Ok, React Node này, của thằng React này. Rồi nó sẽ thêm một cái nữa là cái color, và nó sẽ là bằng string color, hoặc và mình có thể để là có hoặc không nhé, có hoặc không. Rồi ok, vậy trước đi, và mình sẽ muốn nó bấm vào được nên là mình sẽ cho nó cái on press nhé, on press có thể có hoặc không, và nó sẽ là gọi đến một cái voice. Rồi trong này mình sẽ gọi đến cái props này, kiểu của nó là kiểu props này. Rồi trong này mình sẽ structuring nó ra, cost này, size, color, on press và cái gì nữa, children, nó sẽ bằng props. Ok, cái này mình gọi ra một cái touchable nhé, touchable opacity. Opacity này, React này. Rồi trong này mình sẽ chỉ trả ra cái children thôi. Ok, rồi trong cái touchable này mình sẽ có cái style, nó sẽ bằng này, đầu tiên là nó sẽ là style width, style là bằng này, width này, width là bằng size, bằng size nhé, hay bằng size, tại vì cái size nó có thể có hoặc không á, nên là mình sẽ để nó là nếu mà có thì là nó, còn nếu không nó thì là 40 nhé. Vậy đi, nếu mà không có nó, không có truyền thì nó là 40. Rồi đến cái background color, background color này thì nó sẽ là nếu mà người dùng người ta có truyền thì truyền, còn không thì nó là color, app color chấm gray nhé, chấm primary. Ok, rồi justify content là center này, là cái nào cũng như nhau, ở line item là center. Ok, bây giờ mình sẽ thay cho cái phần cái phần này của mình nhé, mình sẽ là vào lại cái phần tab navigator của mình này. On press nữa nha, on press bằng on press. Ok, nếu có truyền thì nó là nó, còn nếu không có truyền thì thôi. Nhưng mà bên kia của mình nó là cái view, tại vì cái phần tab vào đây này nó là cái view, nên là mình có thể là mình sẽ phải disable nó đi nhé. Disable thì nó không bấm được thôi. Bây giờ mình sẽ thử cho cái thằng thằng tab navigator của mình này, mình sẽ thay nó bằng cái phần đó xem. Mình sẽ cắt cái này đi, chân XD này. Ồ, cái này nó không còn được nha, tại vì nó còn thêm cái phần này nữa. Nếu như mình muốn sử dụng thì mình phải có thêm một cái nữa. Cái này nó phải có cái border, border radius nha. Radius là 100, tại vì nó là cycle mà. Rồi nó có thêm cái style nữa, style tùy chỉnh nữa, style có hoặc không, và nó sẽ là view style, style props chấm, và nó sẽ gọi đến cái view style. Ok, rồi trong này mình sẽ trả ra cái style. Rồi chỗ này ngoài cái phần này ra thì mình sẽ truyền thêm cái style vào đây nữa. Ok, rồi bây giờ quay lại cái phần tab navigator thử, mình sẽ sử dụng cái đó đi. Mình chưa có export nó vào trong cái phần index nên là mình sẽ export và thêm nó vào index để mình gọi nó ra cho nó đẹp nhé. Thêm nó vào đây, nhìn cho nó gọn gàng đó. Rồi cái phần tab này của mình sẽ gọi nó đến nó đi. Mình sẽ thay vì là mình gọi đến cái view đó thì mình sẽ control, mình sẽ comment nó lại nhé. Comment nó lại, mình sẽ gọi đến cái phần đó là cái cycle component, và nó phải có cái children nha các bạn, children đây. Đấy, ok chưa, nó giống như vậy nhé. Và mình chỉ cần cho nó thêm một cái style bổ sung thôi, bằng này, mình cho nó thêm cái phần này, margin top, và mình cho nó có cái hay, cái size của nó là bằng 50 nhé, 52 đúng không, 52. Ok, đó, y chang, và vẫn có thể bấm được nhé. Bấm nhưng mà bây giờ bấm nó không có chuyển, nên là mình sẽ cho cái on press, mình không có chuyển on press nhé, thì nó phải là một cái view thôi thì nó sẽ đẹp hơn đó. Và mình sẽ tách cái phần style này ra đi. Const này,
local style, button, gọi là local style nhé. Local style nó sẽ bằng bằng cái khúc này của mình này. Đấy. Hình như nó có cái gì đó nó sai sai. Cần chân Z đi. À đúng rồi mà. Tại vì mình đang có cái style mình để rỗng á, nên nó bị lỗi. Đây, bỏ cái này đi. On rest. Cái phần style này nó không chịu à. Con style bằng. Này nó là một cái mảng nên là nó không có chịu cái phần này nhé. Mình sẽ để cái phần này đi. Mình chỉ lấy cái phần ở bên trong này thôi. Còn cái phần style này thì mình sẽ bổ sung thêm nhé. Ok, rồi. Chỗ này mình sẽ kiểm tra xem nếu mà nó có on press thì mình sẽ trả về cái này. Còn nếu không thì mình sẽ chỉ trả về một cái view thôi. View. Và trong này mình sẽ trả ra cái children. Ok. Và cái style của nó là như nhau ha. Phần style này này. Style nó sẽ bằng này. Bằng cái phần local style của mình. Và thêm cái style tùy chỉnh. Style này bằng này, local style này. Tại sao cái local style đấy nó lại bị báo lỗi nhỉ? Mình sẽ phải lấy hết nhé. Cũng không được à? Lưu nó lại cái đã. Copy xuống bên dưới này đi, Ctrl C. Bỏ nó xuống dưới đây. Về. Nó vẫn đúng ha, cái local style này của mình nó có vấn đề đó, nó báo cái gì đây? Cái kiểu của nó là không có đúng. Prop table opacity touchable opacity keep error with hay background color justify align item border assign fuzzy view style style props. Mình sẽ để kiểu của nó là any thử coi được không. Ok, được rồi. Mình cứ để nó là tạm nó là any nhé. Cái nào khó quá thì để any đi cho nó dễ. Nó vẫn chạy được là được. Ok, như vậy là mình tách ra được một cái. Như vậy thì bây giờ cái phần là home screen của mình á, mình làm nó sẽ khá là gọn gàng thôi. Cái phần mà notification á, mình sẽ thêm một cái view style vào đây. Ngoài cái phần row này nhé, đây là cái phần này là cái phần của cái title của mình nè. Dưới đây thì mình sẽ có thêm một cái đó là cái cycle ha, cycle của mình á, mình mới tạo ra này, cycle component. Rồi trong này thì mình sẽ gọi đến một cái notification đi. Notification. Rồi. Size của nó mình sẽ để là 24 đi. Color là white. App color đó white nhé. Đó, ok. Rồi cái phần này nó sẽ có một cái background color nó hơi khác một xíu. Cái background color của nó sẽ là màu không phải là primary ha. Nó là màu này. Màu 52 C4E ở đây này, mình copy nó. Rồi mình cho cái này nó vào đây, cái color này. Color nó sẽ bằng thằng về. Đó, nó sẽ hơi khác một xíu nhé. Còn cái phần cái nút này. Size của nó là 36 nha chứ nó không phải là 40, tại vì bên kia mình đang để mặc định là 40 á, nên là bên này mình sẽ để lại nó là 36. Khi mà mình tách nó ra mình truyền thành các cái props thì nó sẽ khá là dễ sử dụng. Còn cái icon này nó đang có cái kích thước là bao nhiêu? Icon này nó có kích thước là 16, 18 gì đó. Mình sẽ để cho nó là 18 đi. 18 đi. Cái này mình đang để là 24 này, nó hơi lớn. Mình để nó là 18 nhé. Ok. Nhưng mà cái notification này nè, nó sẽ có một cái bell á, một cái bell, một cái nút ở phía trên á. Phần này mình sẽ để nó hơi cách xa nữa ra đi. Nó có vẻ như là nó hơi gần. 52 đi. Ok. Đó, nó sẽ có một cái backy, một cái nút đó. Mình sẽ tạo ra một cái nút backy ở đây nhé. Một cái view đi. Style của nó sẽ bằng là mình sẽ cho nó có một cái background color là bằng là màu, ví dụ như mình để là Koran trước đi, width 8 hay 8, border radius là mình sẽ để nó là 4, border width này, mình sẽ để nó là 1, background color mình sẽ để nó là màu
app color dot gray đi. Đấy rồi, ok, mình sẽ cho nó cái position absolute top 0 right 0. Như vậy thì nó nằm ở trong cái phần này nè, nên là mình sẽ phải cho nó vào trong một cái view đi. Cho hai cái này vào trong một cái view nhé, nó không phải là của cái thằng cycle này nhé, mà nó của cái thằng của cái chuông cơ, chứ không phải là của cái cycle. Bây giờ mình sẽ xem thử coi cái màu của nó làm sao. Nó cái border radius của nó đây nó sẽ 5, kích thước là 5. Background color của nó là màu này nhé, mình sẽ copy cái màu này này, cái này là 5 nha, 5. Background color mình sẽ sửa lại cái background color này, thăng ok. Rồi cái border của nó là bao nhiêu, là 2, và cái màu của nó là màu giống như màu trên này này, màu trên này luôn nhé. Border width bằng 2, background color, border color là màu này, mình sẽ copy nó xuống, mình dán vào đây. Background color, border color, border color, đây mình sẽ để nó vào đây nhé. Rồi background color là cái này ha, Ctrl X này, dán nó lên trên này. Ok, lưu lại xem. Ôi, nó nhỏ xíu luôn. Width bằng 5, height bằng 5, border radius là 4, border width là 2. Border color 5 xong mà thấy trời, 8 đi. 5 8 8 vẫn còn hơi nhỏ. Nó phải tính cả cái khúc ngoài này chứ sao nó tính cái bên trong không ra. 5 cộng 2 là 7, vậy nó là 8 đó. Mình nhìn nó hơi bị nhỏ luôn. Nếu như mình nhìn như vậy đi, mình sẽ đưa nó ra bên ngoài, mình sẽ bấm chuột ra bên ngoài. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó chút xíu ở đây này, khá là khó nhìn. Chút xíu luôn. Cho nó lớn hơn chút thì nhỏ quá. 10 nhá. Ok, vậy đi, còn đỡ. Rồi mình sẽ cho cái top này nó khoảng là cách bên ngoài một xíu đi, âm 2 đi. Cái thằng này cũng âm 2 nhé, gần quá. Mình làm mình có thể tùy chỉnh mà. Đấy, như vậy đi, nhìn như vậy nó đẹp hơn đó. Rồi mình sẽ tiếp tục với cái icon around này. Thì như cái icon around này của mình nó không đúng. Around down nhé, around down mình sẽ tìm một cái hình tam giác á. Nó giống như một cái drop down menu đó các bạn. Cái đó nó là biểu tượng của, nếu nhìn vào đó là biết đó là một cái drop down menu rồi, có thể bấm xuống được rồi. Đây ha, mình sẽ lấy ở round down của material icon đi. Ctrl C. Thay vì là mình xài cái material icon thì mình sẽ mình xài cái undesign, quên, icon xác á, thì mình sẽ xài của material icon. Name sẽ bằng round down. Rồi xem lại thử coi. Ok rồi đó, nhưng mà cái kích thước nó hơi nhỏ, mình sẽ cho nó lên thành 16 đi, 18 đi. Ok, được rồi. Như vậy là mình xong được cái phần mà header của cái phần home screen của mình nhé. Đây là mình đang bắt đầu đi vào xây dựng cái phần home screen của mình. Thì video này hôm nay nó đã dài rồi, mình sẽ dừng lại tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và như mọi khi thôi, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy cho nó một like nhé và chia sẻ nó tới bạn bè của các bạn. Đừng quên đăng ký kênh để luôn nhận được thông báo khi có video mới nhất. Và nếu các bạn mà có góp ý gì đó cho để cải thiện chất lượng của video để phục vụ các bạn ngày càng tốt hơn thì hãy cho mình biết trong phần comment nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.